quá. Hoa Bình Định Quy Nhơn cũng là một trong những loại hoa mai có thương hiệu ở thị trường Việt Nam đó các bạn. Đây là những cây mai bonsai có cái gốc, có cái hoành, nó cũng phải là đường kính của nó cũng phải trên 20 đó các bạn. Có sao nó vậy, là mới tức thì đây này, có cái anh mới tức thì đây là anh hỏi nhiều là em nói 250 mà anh ấy nói muốn là triệu đấy. Dạ là anh ấy nói nếu 220 được á là ngày mai ông anh ở bên Mỹ về là ông nói dẫn ra năm nào cũng mua một cây đó là thật sự chứ cũng không phải là anh nó hỏi để anh nó mua đúng có rồi. Sao mình nói vậy ra mà như vậy với số tiền mà cả hàng trăm triệu như vậy thì theo tôi nghĩ nó rất là lớn đối với nhiều người chứ không phải riêng đối với anh thì khi mà anh phải dứt ruột mà phải chuyển nhượng bán đi một cái đứa con tinh thần của anh là một cây mai khủng như thế này á thì cái tâm trạng của anh thế nào? Dạ thì nói cho đúng là em thì coi như là cũng cái dân coi như làm anh buôn bán nhưng mà như mỗi năm á thì nó khác nhưng mà cái năm nay thì kinh tế thị trường coi như là nó xuống dốc cho nên là làm ra được một cây mai cũng rất là khó khăn và đi bán không được thì nói dài chứ mà cũng khổ lắm cho nên nhưng mà thà được giá bán còn không là chấp nhận đêm dài mà như vậy thì anh có thể chia sẻ cho cộng đồng biết được rằng với cái giá khoảng bao nhiêu thì anh mới bán không thì là em nói 250 thì coi như là em đòi 250 nhưng cũng không ai lấy hết 250 đúng rồi thì cũng bớt chút đỉnh đúng rồi mình lại phước lại bớt chút đỉnh là mình bớt lại đó đi làm cẩn thận về là phải là lái ra ngồi ngắm xây sợi chỉnh sửa rồi đó có nhiều khi mình chưa kịp ăn trưa ăn tối này kia là mình đã ra vườn để mình chăm sóc cây rồi đúng không mới nắm rừng sáng rồi đã do ông cãi đâu đúng rồi đó có nhiều người họ còn nói vui là yêu cây cảnh còn hơi yêu vợ mà yêu cây hơn yêu vợ đó cũng nhờ cái dòng này bất bỏ thật theo như tôi tìm hiểu thì chính cái mà thành phố mà dời cái chợ hoa Tết á về trung tâm thể thao Tuyên Sơn này á nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm nếu mà người nào họ không theo dõi trên Facebook hoặc theo dõi trên truyền thông á thì thực tế người ta không biết cái địa điểm ở trung tâm thể thao Tuyên Sơn này họ không biết giờ đi đâu luôn, nhiều người hỏi là cái chợ hoa giờ đi đâu họ không biết luôn đó cho nên là thông qua kênh Sắc Màu Đà Nẵng thì quý khán giả có thể ghé lại ở trung tâm thể thao Tuyên Sơn trung tâm thể thao Tuyên Sơn đó là một trong những cái trung tâm thể thao lớn của thành phố Đà Nẵng đó các bạn nơi tập trung những cái hoạt động thể thao của thành phố Đà Nẵng. Chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 âm lịch. Sắc Màu Đà Nẵng đang có mặt tại đường Nại Nam 2. Và ở đây là đường Doãn Khuê. Trong cái khuôn viên trung tâm thể thao Tuyên Sơn của thành phố Đà Nẵng. Nơi đây sẽ diễn ra hội chợ xuân Tết Giáp Thìn năm 2024. Xin mời các bạn cùng với Sắc Màu Đà Nẵng chúng ta review cái không khí cũng như là quang cảnh của hội chợ hoa Tết Giáp Thìn năm 2024 của thành phố Đà Nẵng nhé.
Đây là một cái cây mai khổng lồ nữa các bạn. Nó cao nhất phải là 5 mét đó các bạn. Đây được. Ở đây tập trung nhiều hoa tươi đủ loại, rất là đẹp các bạn. Đẹp quá. Thực tế thì các nhà vườn người ta bắt đầu tập kết từ ngày hôm qua là ngày 21 chạp âm lịch. Cho nên là bây giờ cái lượng người mua bán cũng chưa có bao nhiêu. Cho nên sắc màu Đà Nẵng không tiện để mà tiếp cận hỏi một số chủng loại hoa về giá cả các bạn. Xin mời các bạn cùng sắc màu Đà Nẵng chúng ta cùng ra view tổng thể không khí chợ hoa tại trung tâm thể thao Tiên Sơn của thành phố Đà Nẵng nhé. Đây là những cây quật cao hơn cả đầu người đấy các bạn, đẹp quá. Trước đây mấy ngày thì sắc màu Đà Nẵng đã review tại cung thể thao Tuyên Sơn. Và hôm nay ngày 22 tháng chạp, tại đây thì những cái cây mai ở đây người ta tập kết trước ngày 21. Bây giờ nó đã bắt đầu ra nụ và ra bông rất là đẹp các bạn. Một cái cây mai bonsai mini này có giá cỡ tầm bao nhiêu em? Dạ 1,5 triệu bác. Ở đây là một cái cây mai giống Bình Định đấy các bạn. Nó cao cỡ tầm cỡ 50 trở lại thôi. Có 1,5 triệu. Nói là mà cây nó nhỏ vậy với trồng cũng phải bao nhiêu năm đấy mẹ? Dạ cây này là tầm 4-5 năm. À 4-5 năm mới ra được cái bài này. Dạ cây nào? Dạ cây này bán rồi. Cây mai bonsai đẹp quá các bạn ơi. Đẹp quá. Hoa Bình Định Quy Nhơn cũng là một trong những loại hoa mai có thương hiệu ở thị trường Việt Nam đó các bạn. Đây là những cây mai bonsai có cái gốc có cái hoành nó phải là đường mà kính của nó phải trên 20 đấy các bạn. Những cái cây mai mà bonsai cái hoành mà thuộc dạng là khủng vậy là cái này cũng phải trên 10 triệu đấy mà. Cái giá cũng phải trên 10 triệu ạ. 15-20 triệu đấy các bạn. Tại vì một cái cây mai mà người ta trồng như thế này là nó lâu lắm nè. Cái hoành nó mới to được như thế này. Đẹp quá.
mai mà như cái cây mà đó là đâu phải mấy chục triệu đấy mẹ. Ê, phải mấy chục triệu chứ phải vừa đâu hả? Cái cây này cái thế trực mà trực long nó đẹp quá vậy. Nó là trực gì ta? À trực huyền đúng không? Có nghĩa là nó có những cái cánh mà ở dưới là nó sà ngang ra. À thế trực huyền đấy các bạn. Đẹp quá. Ở đây cả một rừng quật luôn các bạn, cam quật. Những cái cây cam quật thế này nó cao hơn cả đầu người đó các bạn. Hữu quả luôn. Cả một rừng luôn các bạn ạ. Những cái chỗ hoa đẹp quá các bạn ơi, rất là đẹp, quá tuyệt luôn. Đây là lan hồ điệp đó các bạn. Hoa lan hồ điệp, hoa đỗ quyên. À, địa chỉ là lô 250 đường Nại Nam 2, Cung Thể Thao Thiên Sơn. Ở đây trong khuôn viên chợ hoa Tết Giáp Thìn của thành phố Đà Nẵng đây các bạn. Cái này là hoa đỗ quyên phải không anh ạ? À? Vâng. Đây là hoa đỗ quyên đây các bạn. Một rừng luôn. Chùa hoa đủ loại đây các bạn. Đẹp quá.
xem đây. Hoa đẹp quá các bạn. Và ở đây là hoa anh đào đấy các bạn. Hoa anh đào đẹp quá. Cái vẻ đẹp của hoa đào thì nó ẩn chứa một cái sự tinh tế đó các bạn. Nó không rực rỡ khoe sắc như là hoa đào, hoa mai vàng. Nhưng mà cái vẻ đẹp của nó nhẹ nhàng. Và theo cảm nhận của sắc màu Đà Nẵng thì nó ẩn chứa một cái gì đó rất là ý vị. Và trong ngày Tết thì không thể thiếu những bông hoa mai vàng và cũng như hoa đào, hoa cúc, cam quật. Anh cho hỏi cái giống hoa đào mình đây có phải của hoa đào Nhật Tân ở ngoài Bắc nhập vào không anh? Nhật Tân ở Ninh Bình. Theo như một chủ nhà vườn người ta chia sẻ thì đây là hoa đào Nhật Tân đấy các bạn. Nếu nói về hoa đào ở làng Nhật Tân ở ngoài Ninh Bình. Ninh Bình anh ạ? Ở Ninh Bình, Hà Nội thì chắc là quý khán giả cũng như các bạn biết được. Hoa đào Nhật Tân nó trở thành như một cái thương hiệu hoa Việt. Cũng là hoa đào Nhật Tân nhưng mà những cái hoa đào này nó mang cách như là cái hình dáng là bonsai đấy anh. Và cũng là một hoa đào nhưng mà nó có những cái thế mà bonsai như vậy là nó đắt hơn những cái cành hoa mai bình thường, cành hoa đào bình thường đúng không? Bởi vì không phải riêng hoa đào mà các loại hoa có cái thân mộc khi người ta trồng thành rừng hoặc người ta trồng trong chậu. Nếu người ta để bình thường thì nó sẽ rất là mau lớn. Nhưng mà người ta uống bằng những cái thế mà nó theo những cái kỹ thuật của người ta thì nó trở thành vô giá đó các bạn. Hoặc là cái giá nó cao hơn là những cái cây không uống sữa, không uống những cái thế để mà tạo dáng. Để đâu? Những cái hoa đào này á mà nó có dạng bonsai á thì mình bán cái giá là tầm bao nhiêu tới bao nhiêu anh? Dạ tầm từ to đến 2 triệu một miếng. Như vậy cái như cái cây đằng trước mắt tôi đây là nó cỡ tầm hơn 1 triệu thôi. Theo như chủ nhà vườn ở hoa đào Nhật Tân người ta chia sẻ thì với những cái cây hoa đào mà có thế bonsai như vậy thì cái giá của nó là trên 1 triệu đấy các bạn. Anh tập kết từ ngày hôm qua hay là ngày nay? Ngày hôm kia. Ngày hôm kia, đúng là mình ngoài Bắc mình vào phải tập kết sớm đúng không? Mình vào. Mà anh đã bán mở hàng được chưa? Bán rồi. Như vậy được, chúc mừng anh nhé. Tôi review du lịch. Cảm ơn anh đã chia sẻ cho cộng đồng nhé. Vâng, chào anh ạ. Ở đây là hoa hướng dương đây các bạn. Hoa hướng dương này mình bán cỡ tầm một chậu là khoảng bao nhiêu đấy chị? Chậu 250. Một chậu là tầm cỡ 250. Bây giờ cũng đã gần 11 giờ rưỡi rồi các bạn. Thực tế thì để mà review về chợ hoa cũng như review về cây cảnh, không khí ngày Tết thì một cái điều nó cũng khó thế này đấy các bạn. Bởi vì để mà chụp hình quay phim về hoa thì thường là buổi sáng nó rất là đẹp. Mà để quay được cái không khí của chợ hoa ngày Tết thì nó phải có người. Đấy thì thường nó rơi vào cỡ tầm 9 giờ, 10 giờ là lý tưởng đấy các bạn. Đấy cho nên là nó cũng có nhiều cái trở ngại. Một cái điều trở ngại thứ hai nữa thì khi mà sắp vào Đà Nẵng tiếp cận một số nhà vườn á,
thì người ta cũng có chia sẻ rất là chân tình thế này. Khi mình tiếp cận đây mình hỏi giá cả một số loại hoa tươi các loại thì người ta có một số nhà vườn người ta ngại trả lời, bởi vì đó là một cái điều tế nhị. Bởi vì khi mà người ta trả lời phỏng vấn như vậy thì đăng lên YouTube, Sống Màu Đà Nẵng làm video đăng lên YouTube như vậy thì những cái nhà vườn khác người ta sẽ nắm giá, và chính điều như vậy thì người ta cũng khó mua bán. Đấy, cho nên là chính điều đó người ta cũng rất là ngại khi nó tiếp cận để phỏng vấn đấy các bạn. Đây là Màu Đà Nẵng. Sắc Màu Đà Nẵng đúng không? Vâng. Nó vậy là tôi nhớ không lầm là hình như năm vừa rồi có quay review ở cái shop của mình á, là ở dưới chân cầu. Chân cầu. Dạ, Sắc Màu Đà Nẵng. Nó vậy là cảm ơn chị nha. Dạ. Cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi trong thời gian qua. Dạ. Nay cũng là một cái duyên mà lại gặp chị ở trong cái khuôn viên của trung tâm thể thao của thành phố Đà Nẵng. Chị tập kết từ ngày hôm qua hay là mấy ngày trước? Từ ngày 16 đó. Từ ngày 16 đó. Vẫn bắn thường kỳ như mọi năm đó. Dạ, vẫn bắn như mọi năm, còn hôm ngày qua thì em mới vô đây thôi. Mà từ ngày hôm qua giờ mình đã bắn mở hàng được chưa? Dạ, ngày hôm qua thì em không bắn được, nhưng mà ngày hôm nay thì bắn nhiều rồi. Chị có thể chia sẻ cho khán giả và cộng đồng biết được là cúc mâm xôi này là mình bán cái giá từ bao nhiêu tới bao nhiêu không chị? Là từ ba dao động là từ 350 đó, mà là một giỏ đó. Không, một cặp một đôi á. Một cỡ 180 một chiếc. Cặp 350. Cảm ơn chị đã chia sẻ nha. Dạ. Một cái điều tế nhị thì tôi cũng hiểu rằng đó là khi tiếp cận với một số nhà vườn á thì người ta cũng ngại chia sẻ về giá cả. Dạ. Mình review thì mình cũng muốn chia sẻ với cộng đồng biết được ở cái điểm chợ hoa xuân của thành phố tại cung thể thao Thiên Sơn. Nhưng mà khi hỏi về giá cả thì một số nhà vườn người ta cũng rất ngại, bởi vì đó là một cái chuyện tế nhị trong cái chuyện mua bán mà. Nhưng mà một chị ở shop trong cái khuôn viên thể thao Thiên Sơn này thì cô ta cũng rất là thật tình và chia sẻ. Một giỏ cúc mâm xôi thế này, kể cả chậu luôn các bạn, là chỉ có 180 gì hả? Dạ, 180 là để xe vậy nè. 180 hay vậy đây. Một 180 giỏ tre vậy á. Dạ. Một cặp là chỉ có 360 thôi. 350 cỡ 350 hay gì 360 thì bán có 350 thôi. Dạ, giá cũng dễ mua. Đúng rồi, giá mà. Mà vì cúc mâm xôi thì người ta chân á thì tệ nhất phải một cặp hoặc là 5-7 giỏ nó mới đẹp các bạn. Cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn chị mua may bán đắt. Về cái thú chơi hoa ngày Tết thì nó tùy theo sở thích của mỗi người thôi các bạn. Và theo những Sắc Màu nghĩ rằng thì từ cái sở thích như vậy thì cái chuyện lẽ nhưng khi mình mua bán trao đổi cây cảnh ngày Tết thì dứt khoát mình phải có tiền rồi. Nhưng mà đối với những người đam mê cây cảnh thì nó cũng vô chừng đấy các bạn. Bởi vì với những người có tiền thì nó dễ dàng, còn những người mà không có điều kiện thì dù gì đi chăng nữa thì khi người ta đã đam mê thì ngày Tết người ta vẫn có những cái chậu hoa mai vàng, hoa đào để trưng trong những cái dịp Tết. Đây là một cây hoa đào, có thể nói là rất là cao và to đó các bạn. Những cái hoa đào như vậy thì theo Sắc Màu được biết thì cái giá nó rất là cao. Và không khí chợ hoa Tết trung tâm của thành phố Đà Nẵng ngày 22 tháng Chạp thì đến hôm nay đã bắt đầu nở rộ rồi các bạn.
Hàng này không cần phải giá đó, mình có một cao giống. Ngày Tết mà có một chậu hoa thế này là quá đẹp rồi đúng không? Ở đây là một shop cây cảnh Lê Anh. Trong khuôn viên trao đổi và mua bán chợ hoa Tết trung tâm của thành phố Đà Nẵng đấy các bạn. Là 303 là 41. 31 đó là biết. Anh cho hỏi cái loại hoa này tôi thấy lạ ghê mà rất là đẹp. Hoa này là tại gọi là hoa gì anh? Hoa kim năng lượng. Nó phải theo tôi nghĩ là hoa này chắc nhập quá. Dạ, đúng rồi, hàng này hàng nhập về. Vì mấy năm mà tôi review thì nó chưa thấy cái loại hoa này. Kim ngân lượng này nó có giá khoảng bao nhiêu anh? Là 320 là có cả chậu, còn không có chậu là 220, có cái chậu sơn. Ồ, sao rẻ thế vậy? Ồ, một chậu gọi là kim ngân lượng. Cả chậu thế này á mà tại shop Lê Anh. Dạ. Trong khuôn viên chợ hoa trung tâm của thành phố Đà Nẵng Xuân Giáp Thìn. Có giá chỉ có 320 kể cả chậu thôi các bạn. Quầy hoa mình là được 13 năm rồi. 13 năm. Mình bán ở tượng đài 12 năm và mình dời về chợ hoa mới là 1 năm nữa là 13 năm rồi. 13 năm. Bán một giá. Bán một giá. Nó vậy anh có thể chia sẻ với khán giả rằng ngoài cái địa điểm Tết mà mình trao đổi mua bán này á thì ngày thường là mình có địa chỉ ở đâu ạ? Ngày thường mình có địa chỉ là ngay chỗ 351 Lê Thanh Nghị, vườn cây cảnh Lê Anh, chuyên bỏ sỉ loại cây ăn quả, cây bóng mát, cây công trình cũng như là hoa giấy thái ngũ sắc năm màu. Xin giới thiệu với quý khán giả và các bạn. Cảm ơn anh đã quan tâm và chia sẻ với cộng đồng nhé. Shop mình ở đây cũng đủ loại đây nè. Đẹp quá. Cái hoa này tôi thấy rất là quen mà tôi quên tên mất. Anh nói là hoa gì quên mất rồi nè. Dạ yến thảo đây. Nó phải là dạ yến thảo này, nó có rất là nhiều chủng loại đây. Trung bình mình bán một giỏ dạ yến thảo vậy thì khoảng bao nhiêu anh? 150.000 thôi các bạn. Theo như một anh chủ nhà vườn anh chia sẻ thì dạ yến thảo này một giỏ của nó thì trung bình nó có giá chỉ là 150.000 thôi các bạn. Anh bán từ mấy ngày nay, từ hôm qua giờ đã được chưa? Một tháng. Thì đúng rồi, bởi vì là hội hoa xuân của thành phố Đà Nẵng mình thì mới khai trương từ ngày hôm qua mà. Ủa? Đâu? Đủ chủng loại hoa đẹp quá các bạn. Đây cũng là một trong những loại lan hồ điệp đó các bạn. Lớn nhỏ đều có ấy. Đẹp quá. Hoa trạng nguyên mà người ta bỏ trong bình cũng rất là đẹp. Cái hoa này là hoa đủ quyên phải không anh à? Hoa đủ quyên này. Mà đang
Cái lan hồ điệp này là mình có cái giá từ bao nhiêu tới bao nhiêu ra? À thì đúng rồi, nhưng mà nó có cái giá là từ bao nhiêu tới bao nhiêu? 150 một vòi. À có nghĩa là một vòi một nhánh á. À từ 150. Nói vậy thì một trong một bình hoa như vậy thì cỡ trên dưới 1 triệu thì là đẹp quá rồi các bạn. À. Nói về lan hồ điệp thì các bạn biết rồi, có nghĩa là nó vừa đẹp và nó rất là lâu tàn. Mỗi loài hoa nó có những cái sắc màu riêng của nó các bạn. Hoa đủ quyên thì nó không rực rỡ, nhưng mà nó có một cái vẻ đẹp ẩn chứa những cái điều rất là thú vị. Những năm trước đây, tại tượng đài 29 tháng 3 nằm ở đường 2 tháng 9, đó là cái nơi để mà tập trung triển lãm chợ hoa xuân. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ tượng đài 29 tháng 3 nằm ở đường 2 tháng 9, người ta đang nâng cấp, tu bổ và sửa chữa. Cho nên là năm nay, năm 2024 thì chợ hoa trung tâm của thành phố tạm dời về trong cái khuôn viên của công viên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Qua trao đổi với một số chủ nhà vườn trưng bày và trao đổi mua bán tại cái khuôn viên khung thể thao Tiên Sơn thì hầu hết người ta chia sẻ rằng là cái thân nhiều nó vẫn bị ảnh hưởng đấy các bạn. Có thể là nhiều người dân hoặc là nhiều cơ quan người ta có cái nhu cầu á, người ta cũng chưa biết rằng năm nay, năm 2024 thì chủ trương thành phố Đà Nẵng giờ về cung thể thao Tiên Sơn. Và chính vì điều đấy cho nên là nhiều người dân và những người họ có nhu cầu chơi hoa ngày Tết á, có những người nếu thực tế người ta không tìm hiểu thông tin thì người ta cũng không biết được rằng chợ hoa trung tâm của thành phố Đà Nẵng tạm dời về trong cái khuôn viên cung thể thao Tiên Sơn. Ở khuôn viên Tiên Sơn này thì nó rộng bao la đấy các bạn. Đây cúc mâm xôi đẹp quá. Đây là những cái cây hoa mai vàng mini đây các bạn, rất là đẹp. Ở đây là cúc mâm xôi người ta chuyên chở và tập kết từ ở miền Tây đấy các bạn, ở Bến Tre miền Tây. Vậy là mình bán giá là cỡ tầm bao nhiêu tới bao nhiêu anh? 320 ấy. À 320 á. Coi như là 320 một cặp luôn á. 320 là như vậy là có 160 à. Có 160 thôi. À.
một rừng hoa các loại. Ở xa xa các bạn nhìn thấy đó là cung thể thao Thiên Sơn, nơi diễn ra các hoạt động thể thao của thành phố Đà Nẵng đó các bạn. Ồ, một cái cây mai cao khủng khiếp đó các bạn. Anh, cái cây mai vàng cái này là nó cao cỡ tầm mấy mét anh? Dạ, nó cao là coi như là từ mạch chậu đây lên là 2 thước 4. Cao 2m4 từ mạch chậu. À, từ mặt chậu này đây. Dạ, 2 thước 4. À, từ mặt chậu này mà cao lên tới đỉnh cao nhất ở trên này là 2m4. Dạ, cái dàn tàng dù nó là 4 thước. À, chú có thể nói là cái cây mai vàng này thuộc dạng là độc lạ rồi. Dạ. Yeah. À, cái chuyện nó cao thì nó đúng là nó cũng còn khiêm tốn. Có nhiều cây mai tôi thấy nó cao hơn nữa kìa. Dạ. Nhưng mà gọi là nó độc lạ ở chỗ này sao? Có nghĩa là khi mà bắt đầu nó lên nhá thì nó tỏa, nó bung xòe ra như một cánh dù như vậy. Dạ. Yeah. Mà nó rất là đẹp, nó rất là tự nhiên. Dạ. Yeah. Chứ nó không như là một số mai mà người ta tạo thành cái thiết trực mà nó xòe ra như cái chổi á. Dạ. À, nhưng mà ở đây thì nó có cái dáng vẻ rất là tự nhiên này. Dạ. Yeah. Cây này là thiên nhiên tự tạo chứ không qua bằng tay của người. Còn nếu bằng tay của người mà tạo ra thì là nó không có tạo như vậy. À, đúng rồi. Dạ. Yeah. Đó, cho nên là chính cái mà mình có theo thế này thế kia thì là người nào cũng tạo theo thế trực thế huyền. Yeah. Hoặc là thế thất đổ thì nó lại giống nhau. Dạ. Yeah. Đây, như cái cây này là bằng tay của người tạo nè. À, đúng cái rồi. Cái chi nhánh là tạo, còn cây này là không có. À, không có. Dạ, yeah, không có. Mà anh có thể chia sẻ cho khán giả biết được rằng với cái cây mai vàng này là tuổi đời của nó là đã được bao nhiêu năm anh? Dạ, cây này là 80 mấy năm. Ồ, 80 mấy năm rồi. Dạ. Nói vậy là có thể là từ đời cha ông của anh để lại. Dạ, đời ông nội là mua ở nhà người ta, là nói là của ông nội. À. Từ khi ông nội trồng lên là đã qua một đời cha rồi, là nói 80 mấy năm. À. Chứ còn mình thì cũng không biết, người ta nói sao mình nghe vậy. Mà khi mà mình mua như vậy á, là mình về mình chăm sóc mà để hôm nay nó thành hình như vậy là được bao nhiêu năm rồi anh? Dạ, mua cho thành hình vậy là dài đây là dài em chăm sóc là được gần 1 năm rồi. Mới có 1 năm mà dạ, gần một năm mà nó được như vậy á? Dạ. À, có nghĩa là anh về anh không, anh chỉ là bấm sữa gì bấm đó sữa một thôi. Vài cái thôi. Dạ. Còn cái dáng vẻ mà ở ngoài thiên nhiên nó tự tạo á? Dạ, nó là tự để tạo. Y như vậy. Dạ, dạ. À, dạ. Còn nói như vậy thì bây giờ nếu như một khán giả nào người ta có nhu cầu người ta mua bán trao đổi như vậy thì anh có thể chia sẻ cho cộng đồng biết được rằng dạ, một cái cây mai thế này thì anh sẽ trao đổi với cái giá còn bao nhiêu không? Thì có sao nó vậy là mới tức thì đây này, có cái anh mới tức thì đây là anh hỏi nhiều là em nói 250 mà anh đã nói luôn là triệu đấy. Dạ, là anh đã nói nếu 220 được á là ngày mai ông anh ở bên Mỹ về là ông nó dẫn ra năm nào cũng mua một cây. À. Đó là thật sự chứ cũng không phải là anh nó hỏi để anh nó mua. À, đúng có rồi. Sao mình nói vậy ra. À. Mà như vậy với số tiền mà cả hàng trăm triệu như vậy thì theo tôi nghĩ nó rất là lớn. Dạ. Đối với nhiều người chứ không phải riêng đối với anh. Dạ. Thì khi mà anh phải dứt ruột mà phải chuyển nhượng bán đi một đứa con tinh thần của anh là một cây mai khủng như thế này á. Thì cái tâm trạng của anh thế nào? Dạ thì nói cho đúng là em thì coi như là cũng cái dân coi như làm anh buôn bán. Nhưng mà như mỗi năm á thì nó khác. Nhưng mà cái năm nay thì kinh tế thị trường coi như là nó xuống dốc. Cho nên là làm ra được một cây mai cũng rất là khó khăn. Và đi bán không được thì nói dài chứ mà cũng khổ lắm. À. Dạ. Cho nên nhưng mà thà được giá bán còn không là chấp nhận đêm dài. Mà như vậy thì anh có thể chia sẻ cho cộng đồng biết được rằng với cái giá khoảng bao nhiêu thì anh mới bán không? Thì là em nói 250 thì coi như là em đòi 250 nhưng cũng không ai lấy hết 250. Đúng rồi. Thì cũng bớt chút đỉnh. Đúng rồi, mình lại phước lại. Dạ dạ dạ, bớt chút đỉnh là mình bớt lại đó. Dạ. À. Như vậy thì cũng còn chúc anh được gặp được nhiều may mắn ở cuối năm nhé. Dạ dạ, em cảm ơn năm mới tới đến rồi cũng chúc anh và gia đình được gặp được nhiều may mắn. Dạ dạ. Cũng chúc anh trong dịp hội chợ xuân của trung tâm thành phố Đà Nẵng này. Dạ dạ. Gặp được nhiều may mắn mua may bán đắt và thành công nhé. Dạ, đó, xin cảm ơn, xin chào.
ngày nào cũng gian khổ nè, nè. Yeah, yeah. Mình tập kết để mà bán hoa mai vàng ngày Tết là cũng đã là công sức rồi. Ngoài cái công sức ra thì còn lại phải thức đêm thức hôm rồi ngủ bao nhiêu ngày ở mưa gió ngoài trời vậy nữa. Dạ, mưa dãi nắng rồi. Rồi mình tính làm sao mà để về ở trong miền Tây, miền Nam cho kịp ăn Tết anh? Dạ thì bây giờ là có gì ngày 30, tối 30 cũng rút lại về Bình Định. À, có nghĩa là ở đây là vườn mai của mình ở đây là ở Bình Định, dạ. Quy Nhơn anh hả? Dạ, dạ. À, anh có thể chia sẻ cho khán giả được biết rằng nhà vườn mình đây là tên gì và ở đâu ở Bình Định, Quy Nhơn không? Dạ, em là Nguyễn, em là Chiến ở Bình Định, huyện Tuy Phước, xã Phước Hưng. Anh tên là Chiến. À, anh tên là Chiến ở Quy Nhơn hả? Dạ, dạ. Ở Quy Nhơn, Bình Định này. Dạ. Tiền cái mà mình tập kết như vậy á, là cái số lượng mà mai vàng bonsai rồi các loại như vậy thì tính là tiền tiền chợ cũng khá nhiều anh nè. Dạ dạ. Nhưng mà dân chúng như là làm cả năm trời mà buôn bán cũng không được ra, cứ đứng dày. Rồi tiền lô tiền bãi thì cao thôi. Từ quá giờ ra mà đâu có bán được cái tiền. À, mình tập kết từ hôm qua giờ anh nè. Dạ. Là có nghĩa ngày hôm qua là ngày 21 đấy. Dạ, ngày hôm qua là ngày 21. Mà mình đã bán được, mở hàng được cây nào chưa? Dạ, bán được cây dài, cây mini, nhỏ, kiếm tiền cơm mà. À. Dạ. Theo như một anh nhà vườn ở Quy Nhơn, anh chia sẻ thì anh tập kết từ ngày hôm qua là ngày 21 tháng Chạp. Đến hôm nay là ngày 22 mà anh mới bán mở hàng được một cây mai bonsai rồi các bạn. Dạ, dạ. À, có thể là bán cái giá cũng mềm một xí để có dài ba xí à, để có cái tiền chuyên chở cũng như là ăn uống những ngày tại chợ hoa Tết trung tâm của thành phố Đà Nẵng đấy các bạn. Anh biết là theo như tôi được biết thì nhiều nhà vườn người ta cũng có chia sẻ rằng chính năm nay thành phố dời tạm thời cái địa điểm mà chợ hoa xuân trung tâm của thành phố về công viên sân thể thao ở đây á. Yeah. Nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái sức mua và bán á. Yeah, yeah. Có nhiều người nếu thực tế họ không tìm hiểu trên truyền thông đại chúng á. Yeah. Thì người ta cũng không biết rằng cái điểm mà chợ hoa Tết hoa xuân của thành phố á, là năm nay là tại giờ về đây. Yeah. Đó cho nên ít nhiều nó cũng ảnh hưởng tới cái sức mua bán. Yeah, yeah. Nhưng mà vì đó thì cái nghề cây cảnh tôi nghĩ rằng nó ngoài cái chuyện mình làm để mà sinh sống có thu nhập hàng ngày để trang trải thì nó là còn là một cái đam mê. Dạ, dạ. Đó, và chắc là mình đam mê mình mới làm được. À, chứ còn nếu không đam mê cũng không làm được đâu. Còn không đam mê không nổi rồi làm cũng không được. À, thôi anh cố gắng nha. Dạ, à, dạ. Chúc anh mua may bán đắt. À, xin dạ, phép dạ. Chào anh. Dạ. À. Những cái cây hoa mai vàng thế này thì nó chứ có là sẽ trúng Tết rồi các bạn. Bây giờ nó đã nở búp xanh rồi đây. Và đây là một gian hàng trưng bày hoa lan hồ điệp các loại các bạn, đẹp quá. Có một rừng luôn các bạn ơi. Đây là hoa đủ quyên đây các bạn.
Nói về hoa đỗ quyên thì nó rất là nhiều chủng loại và rất là nhiều màu sắc. Nhiều cái loại hoa chính xác màu Đà Nẵng cũng không rõ đó các bạn. Đây không biết là hoa gì mà màu vàng đẹp quá. Một cái lẵng hoa đủ quyền khổng lồ. Một rừng cam quật khổng lồ đó các bạn, đẹp quá. Thôi những cây cam quật này nó cao hơn cả đầu người đấy các bạn. Bởi vì nhà vườn người ta mới tập kết từ ngày hôm qua, có nghĩa là ngày 21 tháng chạp, cho nên là cái sức mua bán còn chậm đó các bạn. Cho nên là sắc màu Đà Nẵng không tiện tiếp cận để mà tham khảo một số loại chủng loại cây cảnh các loại. Đẹp quá. Nó cam quật này mà mình trồng mà để cho cao hơn đầu người như vậy là nếu mà tính ra khoảng bao nhiêu năm anh? Ồ, khoảng 5 năm đó. À, cái loại những cái loại mà tầm cao hơn đầu người là phải hơn 5 năm. Mà đây là cỡ 2 đến 3 năm. À, loại này là cỡ 2 3 năm đây. Mình khó nó chạm nó còn cực hơn con vợ luôn. À, có nghĩa là nó khó là trồng hoa, trồng hoa và cây cảnh đó, nó đòi hỏi về thời vụ. À, có nhiều khi nó đúng thời vụ rồi là nhiều khi mình phải quên ăn quên ngủ để mà chăm sóc cho nó đúng thời vụ nó mới ra trái được nè. Anh có thể chia sẻ cho cộng đồng được biết là cam quật mình ở đây là từ Hội An hay ở đâu anh? Từ Hội An đó, Điện Bàn. À, Điện Bàn. Giáp ranh với Hội An. À, mà địa Hội An thì nó là phố cổ Hội An, nó rộng rộng rồi, nhưng mà của mình là cái làng gì anh? Ở làng Hà My. Làng Hà My. Giáp với Hội An. À, nó thuộc thị xã Điện Bàn. À, theo như chủ nhà vườn người ta chia sẻ thì những cái cam quật mà các bạn đang thấy ở đây á, là người ta gầy dựng và trồng cấy chăm sóc là từ làng Hạ My thuộc thị xã Hội An, là phố cổ Hội An đấy các bạn. Nó trực thuộc về huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Những cái quật vậy á, là theo tôi nghĩ là cái giá nó phải trên 10 triệu anh nè. Dạ. Có phải trên 10 triệu không? Dạ, tôi tính theo giá chợ nữa anh. À, kinh tế thị trường đấy. Bởi vì tôi thấy là một cái cây quật mà cỡ tầm ngang đầu người không á là đã là 5-7 triệu rồi. Đây, những cái cây quật này có thể nói là khổng lồ đây. À, cảm ơn anh đã chia sẻ với cộng đồng nhé. Thực tế ra thì với cái nghề cây cảnh là một trong những cái nghề tao nhã các bạn. Tại vì ngoài cái chuyện người ta làm kinh tế ra thì nó còn có cái tinh thần là đam mê nữa. Mặc dù người ta tập kết ở đây nhưng mà người ta cũng phải chăm sóc và tưới một ngày không biết bao nhiêu lần đây các bạn. Chính ra mình tập kết đây rồi cái mình tưới một ngày tệ nhất phải 2 lần anh nè. Đó, cho nên nghề nào để mà có cái thu nhập và để mà làm được kinh tế thì đều phải trải mồ hôi, nước mắt hay các bạn. Công sức rất là nhiều. Với cái không gian chợ hoa Tết tại khuôn viên trung tâm thể thao Tiên Sơn của thành phố Đà Nẵng thì nó rất là rộng, cho nên là sắc màu Đà Nẵng sẽ đều view tổng thể. Xin mời các bạn cùng với sắc màu Đà Nẵng chúng ta cùng tiếp tục qua những cái khuôn viên khác nhé.
ở đây cả một rừng hoa mai vàng đấy các bạn. Đến hôm nay là 22 tháng chạp rồi, cho nên là những cái cây mai này là chắc chắn là nó sẽ trổ kịp đúng mùng 1 Tết đấy các bạn. Có nhiều cây nó cũng đã bắt đầu đã trổ mai vàng, đã trổ hoa. Một cây mai bonsai nở hoa rực rỡ đẹp quá các bạn. Ở đây có một cây mai nó nở hoa gần như là bung, cũng 50% là rất là đẹp. Và đây là một cây hoa mai vàng thế thác đổ đó các bạn. Hoa rất là đẹp, hoa to và rất là thơm các bạn ạ.